liên quan đến vụ hai người tử vong bất thường trong phòng trọ ở quận 7. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, vào chiều ngày 11 tháng 3, công an quận 7 vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, công an xác định hai nạn nhân là ông M, sinh năm 1976, ngụ ở thành phố Cần Thơ và trú ở quận 7, và chị L, sinh năm 2006, ngụ ở quận 7. Lâu nay, ông M có tình cảm và sống như vợ chồng với mẹ của L và cả nhà cùng ở căn nhà trọ tại phường Tân, quận Đông, quận 7. L làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà trọ, còn ông M làm phụ hồ, mẹ của L phụ nấu ăn. Trong quá trình sống chung, ông M và mẹ của L hay mâu thuẫn do ông này thường xuyên ăn nhậu. Một tuần trước, mẹ của L về quê làm giấy tờ và phòng trọ chỉ còn L và ông M. Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, trong phòng chỉ có ông M và L. Qua khám nghiệm, hai nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị đâm. Cạnh hai thi thể có một cây kéo dính máu, vết máu dính trên tường. Qua điều tra, công an nghi người cha dượng sát hại L bằng kéo rồi tự tử. Trước đó, như đã thông tin, vào rạng sáng cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng la hét lớn phát ra từ phòng của ông M. Khi chạy qua thì thấy cửa khóa kín nên hàng xóm đã báo công an. Công an đã có mặt cùng người dân phá cửa vào trong thì phát hiện là ông M và L đã tử vong trong phòng trọ. Chiều ngày 1 tháng 3, Trung tá Ngô Văn Sĩ, trưởng công an xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông Ca, sinh năm 1996, ngụ ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, điều khiển xe máy biển kiểm soát 73F10167 đi từ hướng quốc lộ 1A qua đường sắt dân sinh thuộc thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch. Do thiếu chú ý quan sát, xe của ông Ca đã va chạm với tàu SM1 đang chạy theo hướng bắc nam. Vụ va chạm đã khiến ông Ca tử vong tại chỗ, xe máy bị tàu hỏa kéo văng ra hơn 100m. Được biết đoạn đường dân sinh này không có gác chắn. Ngày 10 tháng 3, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Ngô Quý Phương, 29 tuổi, ngụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, khi đối tượng này khống chế một cháu bé và tự đổ xăng vào người mình, đe dọa tự thiêu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 3, Phương mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh T tại KP4A, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa để đòi nợ số tiền 680 triệu đồng trước đó. Phương cho anh T vay mượn. Khi đến nơi, gặp cháu AT là 4 tuổi, con của anh T đang ở nhà một mình. Phương đã khống chế cháu bé rồi đổ xăng xuống nền nhà vào người mình, tay cầm một quẹt đe dọa đốt nhà nếu anh T không trả nợ. Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã tới hiện trường thuyết phục Phương nhưng đối tượng không chấp hành. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự đã khống chế được Phương và giải cứu thành công cháu bé.